xe hay á là cậu có bấm kèn. Dạ. Rất là hay nghe chưa? Chạy con ít bấm kèn đó. Dạ. Mấy cái kèn xe mới là mới chạy. Dạ mới chạy á. Mình bấm kèn chỉ trường hợp những cái con đường nó bị phức á, phức tầm nhìn á. Đó mình báo hiệu cho người ta. Dạ. Cậu thấy người ta đi bộ phía trước lên nó cũng bấm kèn. Đấy. Nhưng mà thôi bấm kèn cho nó an toàn chứ còn bằng không. Còn nhiều khách ta đi xong ta cũng thích đi đường dài vậy á. Xưa nó định cái mở con đè này là đi xuống dưới giờ cái hồ nè, đi xuống dưới tầng thiết về bằng gan nè, tầng thiết sao đi không biết sao cứ bỏ ý đi anh lần dài tự ấp lòng anh gì cũng được. Chạy xe êm đúng không? Lúc đầu chú sợ dòng. Mấy anh chị chạy từng chạy bên ba cái gì cũng ba hết á. Thank you.
Mình xài không? Driver, tập, tập lái vậy, tập lái. New driver. Tập lái. Oh, tap lái. Train. We don't train the people on the pass. No, you don't. Dangerous. Dangerous. Mình nó không cho tập lái lên đường đèo. Oh yeah, yeah. You're right there. Dangerous. Thank you.
á, con mấy anh chạy xe á, nó bấm kèn là nó chửi thầy á, chửi mình á. Dạ ở mình Việt Nam mình mà ở trong phố mà bóp còi nó chữ á. Phố á chú ạ. À? Tay giật mình. Gió ngoài cái trong này có khi cái mạng nó